Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Theo đó, Công an thành phố sẽ bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu từ 6 giờ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 3. Trong đó, các đơn vị tăng cường lực lượng tại 352 chốt trọng điểm, 63 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại 30 điểm, 31 trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn thủ đô. Bên cạnh đó, Công an thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội đầu xuân, đảm bảo 100% quân số làm nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động vui xuân đón Tết trên địa bàn thủ đô diễn ra an toàn. Đối với các vấn đề về an toàn giao thông và trật tự đô thị, Công an thành phố đảm bảo an toàn, thông suốt trên các tuyến đường phố, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên 30 phút, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Song song với đó là thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đi đôi với việc xử lý các vi phạm, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và trông giữ phương tiện.